Tam hoàn là Mền Vô đối mặt với ngũ hoàn Tử Mã Tiến, đúng là Tử Mã Tiến bị thua thiệt. Đường Nhạc đồng dạng đang quan chiến, chẳng qua là thông qua hồn đạo TV đang nhìn, long đầu xuất hiện ra cái kia một cái trước mắt, Đường Nhạc ánh mắt lúc này ngừng trễ, lông mày không khỏi nhíu chặt, từng cái màu vàng hồn hoán tùy theo đó dưới chân xoay quanh bay lên, chung quanh tam cái vầng sáng màu vàng óng vần quanh ở trên cạnh hắn, giữa ánh mắt của hắn ý thức nhìn về phía trong đó cái thứ ba quầng sáng. Đây là cái gì? Nhạc Khánh Linh tò mò hỏi, ngươi hồn hoàn như thế nào là màu vàng? Cùng với Đường Nhạc ở đã lâu như vậy, nàng đã sớm biết Đường Nhạc chính là hồn sứ, đồng thời rất mạnh mẽ. Đường Nhạc cũng không có dấu diếm nàng, chẳng qua là Đường Nhạc cũng không rõ ràng chính mình cái này một thần lực lượng là từ đâu mà đến. Ta cũng không biết, giống như năng lực của hắn cũng ta có điểm sống. Đường Nhạc lông mày nhíu chặt, đầu lại có một chút mơ hồ làm đau. Nhạc Khánh Linh hừ một tiếng, không chỉ có thể lực sống đi, hai người dáng dấp cũng rất sống, nhất là lông mày mặt mũi đặc biệt sống. Chẳng qua là ánh mắt của hắn so với người còn muốn lớn hơn một chút, bộ mặt đường cong muốn nhu hòa ra một chút. Cái này không phải là người thất lạc tại bên ngoài còn riêng sao? Đường Nhạc có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, ngươi biết ta đã bao nhiêu năm, đứa nhỏ này mới là bao nhiêu lớn. Nhạc Khánh Linh nghi ngờ nói, ta thế nào cảm giác tuổi tác không sai biệt cho lắm, có phải hay không là người mất trí nhớ trước đó sinh ra. Đường Nhạc lùng này nói, sẽ không đâu, ta mặc dù nhớ không nổi sự tình trước kia, có thể là ta có khả năng khẳng định ta là không có hài tử, mà lại ta giống như đã mất trí nhớ rất lâu, cũng không phải vài chục năm, ở trước đó ta giống như vẫn luôn luôn tại trong biển rộng phiêu lưu. Nhạc Khánh Linh biết hắn theo không nói láo, hừ một tiếng rồi nói, trận đấu này người thấy thế nào? Đường Nhạc lạnh nhạt nói, muốn nhìn Hiền Vũ bọn họ có phải hay không là có cái gì thủ đoạn đặc thù, bằng không thì không có cơ hội. Thực lực tổng hợp kém hơn quá nhiều, mà lại đối thủ của bọn họ thiên phú đều rất cao. Nhạc Khánh Linh lúc này hơi kinh ngạc rồi nói, ngươi có thể là từ trước tới giờ không khen người, liền ngươi cũng nói thiên phú rất tốt, cái kia đối thủ của hắn rất là không bình thường, cái kia cùng với khổ lâu giống như là tiểu tử liền rất cường đại, có điều ngũ hoàn bị tam hoàn đánh bay thật là thảm. Đường Nhạc mỉm cười, ngươi thấy chẳng qua là biểu tượng, lần này không có thương tổn đến căn bản, cái kia hoàng kim khổ lâu vương, lực lượng phòng ngự rất mạnh. Nhạc Khánh Linh lúc này phủi rút lùi miệng, một tên hệ cường công chiến hồn sư, liền lực lượng phòng ngự đều mạnh như vậy, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là khiến cho người ta xem không hiểu. Đường Nhạc lắc đầu, hắn chưa chắc là hệ cường công chiến hồn sư, nếu như ở phía sau hắn hai cái hồn ký chỉ là còn là một cái giống như ta phán đoán như thế. Như vậy tác dụng của hắn muốn cho với hệ cường công chín hồn sơ tác dụng lớn. Ngươi có ý tứ gì? Nhạc Khánh Linh nghi hoặc nói, chờ lấy xem đi. Đường Nhạc cũng không có lẽ ló ra lý do. Tư Mã Tiên bị tạc bay, một bên khác nằm nhất lại là gặp mối nguy. Tại cái kia tím ngọn lửa màu đỏ cấp tốc dọn dẹp bằng vụ đồng thời. Lý Tư Minh, Lý Tư Ký, hai huynh đệ đột nhiên ra tốc xông về phía trước. Giống như lại cái này một cái chớp mắt bọn hắn đã không cần lại trợ giúp hai tiền công kích từ xa hồn sơ phòng ngự. Cùng với lúc đó, thân thánh thủy tinh hồn sư đột nhiên đem thủy tinh cầu ở trong tay, giơ cao khỏi đầu, một vệt kim quang nở rộ trong nháy mắt hóa thành một cái lồng ánh sáng màu vàng, đem chính hắn bao lại, hắn chấp tay trước ngực để ở trước ngực của mình, mặt lộ ra vẻ thần thánh chi sắc, từng đạn kim quang từ trên người hắn tuôn ra, chẳng lẽ lại là lần trước võ hồn dung hợp kỹ, có một chút nhìn qua lần trước tranh tài người xem nhịn không được phỏng đoán, lần trước chính là bởi vì võ hồn dung hợp kỹ thẩm phán thiên sư cắn trả, bọn hắn mới đại bại. Bọn hắn như thế nào không có hấp thụ già giáo huấn. Hắc ám áo choàng hồn sứ trên thân hào quang màu tím đen phun trào, vũ linh thủy triều mũi tên phóng tới về sau đều sẽ bị cái kia hào quang màu tím đen thôn vẽ. Không chỉ như vậy, hắc ám áo choàng hồn sứ cả người cũng thay đổi, từng đoàn hào quang màu tím sấm tụ tập tại chung quanh thân thể của hắn. Đường Vũ Cách lúc này hô to một tiếng, toàn thân bốc lên tím ngọn lửa màu đỏ, không để ý đối diện bằng vụ bên trong có nhiều tên kẻ địch, ngang tàng dùng về phía trước. Cái này là thực lực mang tới lực lượng, nàng hoàn toàn có lòng tin, đối thủ không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn này hạ gục chính mình. Cùng với lúc đó, nàng hô to một tiếng, Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên cùng với bọn hắn cái đoàn đội này phối hợp thời gian dù sao không lâu, cho nên hắn một số thời khắc cần nàng nhắc nhở. Lúc trước bị là Mền Vũ nổ bay, Tư Mã Tiên lúc này đã bỏ lên, ngực có một chút vết thương, nhìn qua có chút chật vật. Hắn hô to một tiếng, trên thân thứ ba hồn hoàn lần nữa sáng lên, đột nhiên phát khởi công kích, tốc độ nhanh chóng vô cùng, cơ hồ là cùng trước mặt Đường Vũ Cách đồng bộ.
Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn xông vào băng vụ bên trong, thời điểm đó, hắn vậy mà tại khoảng cách băng vụ còn có một chút ít khoảng cách lúc ngừng lại, trên thân thứ 5 hồn hoàn sáng ánh. Mang đại phóng, màu đen hồn hoàn mang đến mãnh liệt lực lượng rung động, khiến cho hết thảy người xem cũng không khỏi ngừng thở. Đây là hôm nay lần thứ nhất đem muốn xuất hiện ra vạn năm hồn kỹ. Từ Mã Tiên tại chỗ xoay chậm chậm, đem ở trong tay búa phùng xa, tại luân động búa quá trình bên trong, toàn thân của hắn lúc này đều bắn ra chói mắt hào quang màu vàng sẫm. Càng đáng sợ hơn, chính là lúc này một mảnh hào quang màu vàng sẫm dọc theo mặt đất hiện lên trên hình quạt, hướng về phía ngoài kéo dài ra ngoài. Trên người của hắn lúc này tùy theo bộc phát ra khí tức kinh khủng. Cuối cùng là cái hồn kỹ gì? Uỳnh một tiếng, Từ Mã Tiên cầm ở trong tay biển lớn gấp đôi chiến phủ hung hăng là bổ vào trong mặt đất. Trong chốc lát, hết thảy bị hào quang màu vàng sẫm bao trùm địa phương, đại địa rạn nứt khủng bố mà hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt này bùng nổ. Còn thừa không nhiều băng vụ ở trong nháy mắt đó tiêu tán. Không chỉ như vậy, năm bóng người đồng thời bị cái kia hào quang màu vàng sẫm trùng kích đến bay lên trên trời. Tất cả những thứ này nói đến chấm nhưng thật ra là cực kỳ nhanh. Từ Mã Tiên thứ ba hồn ký cũng chỉ là vì trợ giúp hắn cấp tốc vọt tới băng vụ phía trước, mà cái này thứ năm hồn ký hiệu quả càng là khiến cho mọi người giật nảy cả mình. Bị cái kia hào quang màu vàng sậm trùng kích đến 5 người đều cảm giác được tự thân khí huyết đang thiếu đốt, hồn lưng tại trên phạm vi lớn giảm bớt. Cái này căn bản không phải một cái công kích loại hồn kỹ mà là khống chế loại. Khống chế kỹ năng, Nhạc Khánh Linh lúc này giật mình nhìn về phía của Đường Nhạc. Đường Nhạc yên lặng gật đầu, hắn cái kia va chạm thứ ba hồn kỹ kỳ thần cũng là khống chế loại. Bằng không mà nói, bị hắn đụng trúng thiết bối lòng không phải là hướng lên trên không bay lên, mà hẳn là bay tứ tung mới đúng. Hắn mặc dù có nhất định năng lực tấn công mạnh mẽ, nhưng chân chính mạnh nhất vẫn là lực lượng khống chế. Xem Lam Yên Vũ bọn hắn ứng phó như thế nào đi. Ngay tại Từ Mã Tiên đột nhiên bùng nổ, thi triển ra hắn thứ năm hồn kỹ, trong nháy mắt này đánh bày Lam Hiền Vũ, đống thiên thù làm mộng cầm tiền lỗi của mối Lưu Phong. Đồng thời đó, Đường Phu Cách đã lao đến, mục tiêu trực chỉ là làm mộng cầm, không có băng vũ, làm mộng cầm đám người trong nháy mắt này bị khóa chặt. Không chỉ như vậy, Lý Tư Minh và Lý Tư Ký đem Huyền Vũ Thẫn cản ở trước người, cùng phát khởi công kích. Mà ở sau lưng của bọn họ, một vàng một tím hai đạo quang mang bắn ra, phân biệt rơi trên người của bọn hắn. Lập tức ở trong tay của bọn họ, nguyên bản đèn kín Huyền Vũ Thuẫn bên trên đều bịt kín ra khác biệt ánh sáng, khi thế tăng lên dữ dội. Hai người kia vậy mà lại phụ trợ sao? Sau lưng là đột nhiên thi triển ra quần khống hồn ký Từ Mã Tiên. Chính diện là cực kỳ cường hãn Đường Phu Cách lúc này, cùng với hai đại Huyền Vũ Thuẫn hồn sư. Trong lúc nhất thời, bị kẹp ở giữa chính là Lam Hiền Vũ, năm người lâm vào trong tuyệt cảnh. Một trận chiến này, năm thứ ba chuẩn bị thật lâu, Đường Vũ Cách đồng dạng là người thông minh, nàng mặc dù biết phe của mình lực lượng tổng hợp khẳng định là so với tay mạnh hơn nhiều, có thể nàng lần này không có nửa điểm chủ quan, toàn lực ứng phó. Đằng trước là nàng đều là đang thử nắm gió, nàng đợi là đợi cơ hội. Không sai, tại rất nhiều người xem ra, Từ Mã Tiên là hệ cường công chiến hồn sư, có thể Đường Vũ Cách biết hắn mạnh nhất là lực lượng khống chế, nhất là hắn cái này vừa mới sau khi đột phá mới có thứ 5 hồn kỹ. Quần khống uy năng tại toàn bộ liên cấp đều là số 1, bị đánh bay đối thủ thậm chí còn có thể xuất hiện ra trình độ nhất định mê muội. Cái kia hào quang màu vàng sẫm càng biết tiêu hao đối thủ hồn lực, huyết mạch chi lực cực kỳ lớn, trình độ suy yếu đối thủ lực lượng. Nhưng đối thủ tại 1-2 giây bên trong ở vào bị động bị đánh trạng thái. Thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối với nàng mà nói, đầy đủ. Trên thân tím ngọn lửa màu đỏ phun ra, nàng còn rõ ràng nhớ kỹ lần trước một trận chiến. Lam Mộng Cấm đang mang tới uy hiếp, cho nên nàng đầu tiên tìm tới lần chính là Lam Mộng Cấm. Hai đại Huyền Vũ Thuẫn hồn sứ thì phân biệt hướng ra phía của Lam Hiền Vũ cùng với đống thiên thù đánh tới. Bọn hắn nhưng thật ra là không thấy lúc trước Lam Hiền Vũ cùng với Từ Mã Tiên giao thủ quá chính. Chỉ biết là tài đấu trưởng bên trên người nào quan trọng hơn. Không thể nghi ngờ, đây là tuyệt cảnh, năm nhất giống như đã không có bất cứ cơ hội nào. Khán giả lúc này thậm chí đều có chút thất vọng. Cái này là cái gọi là vượt cấp khiêu chiến. Vượt cấp là vượt cấp, có thể là căn bản cũng không có một điểm tính khiêu chiến. Cái này vượt cấp thì có ý nghĩa gì chứ?
Không sai, đối với Từ Mã Tiến quần khống hồn kỹ, là mền vũ bọn hắn có bất kỳ cái gì chuẩn bị, chờ phát hiện ra dưới chân cái kia hào quang màu vàng rậm thời điểm, bọn hắn đã không né tránh kịp nữa. Thế nhưng mà bọn hắn thật sự liền không có biện pháp sao? Trước đó bố trí ở thời điểm đó phát huy ra tác dụng, đống thiên thu tầm mắt ngưng trễ, trên thân đệ tứ hồn hoàn bỗng nhiên biến lớn. Nàng cái này mới hồn hoàn đồng dạng là vạn năm, ánh sáng màu đen lưu chuyển, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, thậm chí liền theo chính diện vọt tới phía của đường vũ cách trên người hỏa chi cực đều là bị suy yếu mấy phần. Song màu xanh đậm to lớn đôi mắt hiện lên, màu xanh đậm hào quang lưu chuyển, phía trước hết thảy ở trong nháy mắt trở lên băng lãnh.